chào tất cả các anh em nha. Thì anh em thấy cái quang cảnh như thế này thì biết làm gì ha anh em. Thì hôm nay anh em tôi đi câu lịch giải trí. Đây là cái ruộng, cái này là cái vuông anh em tôm lúa. Thì qua mùa lúa rồi, đây là tới mùa người ta nuôi tôm rồi, thả tôm rồi. Thì cũng vuông quen không à, mới vô câu lịch được ha anh em. Câu chủ yếu anh em câu giải trí. Để tôi quay cái cách tôi quên giới thiệu cái dây câu. Dây câu tôi anh em tôi tự làm. Thì sửa lưỡi câu và xe cái dây anh em. Thì cái dây tôi cũng đạt hiệu quả rồi. Để hôm nào tôi làm dây câu thì tôi sẽ quay lại cho anh em xem. Để kiếm cái hàng này, bắt tiêu cái hàng luôn. Đây, đục quá, không thấy. Rồi để nếu mà có dính nữa thì tôi quay. Đây, nãy giờ thì vừa mới ra khoảng được 15 phút thì dính được hai con rồi anh em. Đây, thành quả đây nè. Đâu đưa. Khủng. Thì lúc nãy là tôi được một con ha anh em. Chút quen ngủ vậy anh em thấy hay vậy? Thì nãy tôi gịch lên thì tôi không có cầm máy quay được. Đó, anh em thấy không? Đây. Thành quả đây là con thứ hai. Đây, dính con tiếp theo nè anh em. Từ từ nha. Cặn dây luôn nè. Đang cặn dây. Đây. Đủ. Lọt. Không có. Ừ. Để. Ồ, chà, giả nước quá không thấy à. Được theo chiều hang á. Em hút ngang đặng mình bắt nó. Ngón tay thôi. Yeah. Cái đại đây cũng không vụ đâu. Móc ngàm rồi, dính ngàm rồi. Rồi ngón tay thúi đi, ngón tay thúi đi. Được rồi em câu ăn nữa. Đó, anh em để tôi chỉ cho anh em cầm lịch nè nha. Sử dụng ngón tay thúi nha anh em. Đó, đây là con thứ ba. Đây, thành quả của anh em tụi tôi là được 6 con lịch. Đây, 2 4 5 6 con lịch. Và thêm một em. Một em gắn lãi nữa ha anh em. Nhấn lại này là 6 số. Đi vô rồi nghỉ mà nó còn lại ra. Kết thúc một buổi đi săn ha anh em. Thì tuy là săn được ít nhưng mà nó vui lắm anh em. Tại vì lịch này á là ở tôi là ký từ 140 đến 180 mà anh em, không có mắc. Thì nhưng mà đi câu thì cho nó vui, cái tính giải trí nó cao ha anh em. Sau một tuần mình mỏi, làm việc mình mỏi thì mình đi câu lịch cho nó vui, giải trí. Rồi chào anh em nha. Đây anh em, thì sau một quá trình săn bắn chứ không phải săn bắn thì anh em tôi chế biến gắn lãi sao lá nhào gắn lãi sao lá nhào này. Lịch nha anh em, lương với lịch. Bày lịch vô tình là hại mấy con lương chết.
thịt với măng lươn, chuẩn bị nấu canh chua. Đây là chi bông súng ha anh em. Đây đầu bếp chính, đầu bếp chính đang dạo cơ mẻ, nguồn điện thoại luôn rồi. Đây, xôi là đẩy thôi. Này là cơm mẻ anh em. Này giờ này chắc ăn ai cũng biết. Trên cái hậu mổ này đó lấy ra bắt cắt cây đó thử trời ơi nó còn nằm ở trên không có lại được con à, con lịch nó nuốt luôn cái lưỡi câu ha nè, phải mặn ra mới bắt lấy lưỡi câu ra. Đồ chuyên nghiệp quá ha. Mắc cái chóp đuôi hả? Chắc hả? Phải bắt được con kia nữa là vô gạo rồi hả? Đây là hưởng thụ cái thành quả của anh em tụi tôi ha anh em. Đây là gắn xào lá cách. Mở anh em. Gắn xào lá cách đừng quên mắt không anh. Rồi ăn đây. Quên mặt cái gói. Ngon quá. Chắc ngày ngày mình cắt chạy mình đi. À. Bây giờ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 5, 10, 10. Canh chua lịch ha anh em. Đó. Gắn xào lá cách. Mấy ngày nữa vậy? Anh chua bông súng. Thì sao không giới thiệu nó anh em, nãy cái con của tôi là câu là con bự nhất anh ơi. Đâu. Câu cái con. Đây, con của mình câu đó. Trời ơi, sao kêu. Cũng được, cũng đẹp trai lắm nha. Rồi, miếng lương thật là ngon. Cho ăn cốc đi. Đâu rồi chú sĩ đâu chứ. Mọi ngon quá, ăn cơm mà nó không tiêu nữa. Hết cơm anh Vân chỗ cho anh. Dạ con chị ơi. Đây. Trời ơi, có năng luôn nữa. Vậy là đầy đủ quá. Rồi, mời anh em nha. Không, em tự ăn còn quá trời luôn. Ăn rớt ra bên đây mà. Ủa, uống lộn hả? Em quá mà. Em quá mà. Trời nó dài không. Vô, mời anh em. Vô. Trời ơi uống nghe có cốc nữa nha. Ừ. Rồi, coi con lươn con lịch nè. Con lịch nè. Đẩy con kia cũng. Ê nhảy. Anh nó cũng sống anh. Rượu này mà trái cây về rượu này uống vô cũng chết luôn trái cây vậy. Chứ rượu bình nó nóng lắm ngâm bằng rượu gốc mà. Rượu này trái ngăn á. Uống vô cái là sáng buổi sao. Rồi. Chào anh em nha. Chúc anh em một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Ngâm bằng